số tự động máy xăng 2.4. Đấy, một dòng xe sang của mẹ anh em nhé. Giờ chỉ còn có 125 củ khoai lang thôi. Tiếp tục em lại lên sóng cho anh em một mẫu mẹc E240. Đó. Số tự động máy xăng 2.4. Đấy, một dòng xe sang của mẹc anh em nhé. Giờ chỉ còn có 125 củ khoai lang thôi. Màn hình Zetec Cam 360, 4 vỏ mới, nội thất ghế da zin. Đó. Vô lăng củ số còn đẹp, trần 5D. Đấy, anh em nào mà thích trải nghiệm mẹc nhá, thì anh em hãy tham khảo ngay mẫu xe này cho em. Đó. Máy số zin anh em nhá. Em đảm bảo với anh em là cam kết cho anh em là máy số này là máy số zin. Đó. Em bảo hành cho anh em 5 tháng và em con này thì hết đăng kiểm rồi. Em sẽ bao đăng kiểm mới cho anh em. Một con xe mang biển thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ có 125 củ khoai lang thôi. Đấy, anh em nào thích con xe này thì hãy đến ngay với Phúc Việt Ô Tô Cũ nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.